Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm trưa tại rừng rừng quanh. Lần đầu tiên đi off road cả nhà, cái view quá đẹp luôn. Xin chào. Thanh Lúa xin mến chào cả nhà nha. Sáng lạnh quá cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay đi cabin ở trong chỗ này hơi cao, đường đi hơi khó cả nhà. Thành ra mình đi ké một anh bạn cũng YouTuber luôn. Đây, xe của mình bỏ đồ qua đây nha. Hôm nay Khanh đi ké tại xe mình đi vô cung đường này đi không nổi cả nhà. Hãy qua cái xe này đi, tạm thời đậu cái xe này ở đây. Rồi bây giờ chuẩn bị xuất phát. Đây. Đây. Cả nhà cùng đồng hành với mình nha. Hôm nay đi off-road. Rồi đi thôi. Rồi xin mến chào cả nhà nha. Hôm nay đang đi off-road dưới này. Hôm nay là cái thằng đó. YouTuber. Bobby Home xin việc. Hay quân nhân ngồi đằng sau. Đang khởi hành từ Đà Lạt đi nha cả nhà. Rồi đây. Buổi sáng trời âm u. Nhiệt độ giảm xuống. Thời tiết rất lạnh. Rồi cả nhà cùng đồng hành với anh em mình luôn. Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Đường nóng lên chưa? Lên tới đỉnh mình lên chưa? Còn không nếu không đi thì mình vô Hồ Tiên còn đi nữa đường luôn. Ở đây đi ngon là mình đi luôn. Ở đây là có ba con trâu nghe cả nhà. Nhưng mà không đi là mình đi thẳng luôn tới cầu đất mình cắm trại. Trước kia là có một bài trâu luôn kìa đó. Đang tới chỗ này đợi các bạn tới đầy đủ là đi nha cả nhà. Đây. Đó. Xe dữ không này nha. À đây. Mấy anh em đây. Đây. Đây là bắt đầu vào cung đường khó khăn. Một đoạn này thì rất dễ dàng với những chiếc xe như thế này. Hôm nay trong đoàn mình đi có 5 xe nha cả nhà. Bây giờ lên trên kia sẽ đợi 2 xe nữa. Cả nhà cùng ngắm cảnh view chung quanh rất đẹp. Rừng núi bao la một màu xanh ngắt. Sometimes I can't breathe, so effortlessly you left me with.
Đây là mới bắt đầu vào bìa rừng cả nhà. Một không gian rừng xanh bao la. Ở đây ít có dấu chân người. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Tới đây là anh em chuẩn bị gài cầu, cài bộ đàm để mà có gì báo xe trước xe sau hỗ trợ nhau nha cả nhà. Đường vào khó khăn bắt đầu. Một cái cua dốc đá rất là đứng luôn. Ở ngoài nhìn thấy rất là ghê sợ. Mới đến đây đã thấy cảnh xung quanh rất đẹp. Ở trên đây nhìn phía dưới, một khung cảnh bao la hùng vĩ của làng mạc. Mình đang đi trên em xe V33 Pajero đời 2000. Cũng hơn 20 năm tuổi mà đi qua những cung đường này rất tốt nha cả nhà. Đã từng qua đây nhiều lần. Một cái cua rất là gắt và cao. Con đường lởm chởm rất khủng khiếp. Ở đây một cái bờ đá rất cao luôn cả nhà. Nhưng vẫn lên được tốt nha. Ở đây là mới bắt đầu thôi, chưa có khủng khiếp bằng ở trong đâu. Bộ đàm báo có xe phía dưới bị hư một chiếc, thành ra mình ghé đây để xuống hồ, quay đầu lại xuống hỗ trợ xe ở dưới nha cả nhà.
Ờ cái chỗ kia kìa. Đường quá ghê luôn cả nhà. Đây. Ghê sợ mới lên được một góc thôi nha. Em đi đi. Đây đường quá ghê luôn. Có một cái xe hư thì em tài xế bên này thì quay xuống nha cả nhà. Đây này, quay xuống lại để mà cứu trợ cái xe dưới. Đây. Giờ đang quay xuống đây. Quay xuống lại con dốc này. Mới vượt qua mừng hết lớn. Bây giờ phải quay xuống lại cả nhà. Có một xe đang trục trặc. Khủng khiếp không? Mình đi bộ xuống cả nhà. Cây đứt nó chảy, mưa nó chảy đứt nó rọi đá lên cả nhà. Đây. Cái xe kia hư kìa nha. Bây giờ này chạy xuống lại, quay đầu xe kia ra mua đồ vô sửa cái xe đó. Mạnh lên. Giờ chở đầu đó. Chở đầu kiểu kỳ vậy. Vậy là đưa đầu qua đây, ý là đưa đầu qua đây. Dạ, đích lên kia. Đây xe này đang bị hư đây cả nhà. Ông làm tôi hết hồn.
còn dở ngoài. Ông nói cái tôi xích đeo vô chắc. Nếu mình cảm thấy mà nó nghiêng nó là mình cắt dây cầu vô. Rồi đập. Thôi đậu nó đi. Mày dở. Rồi. Dân chạy xe mà gì dở. Giờ cái xe đó chạy ra ngoài mua đồ nghe cả nhà. Mua đồ vô làm cái xe này. Đó. Khung cảnh chung quanh thì rất đẹp nhưng hôm nay là không được may mắn. Đã có sự cố. Hương nghe quyên đẹp quá. Hương nghe cái cua luôn. Bây giờ mấy anh em nghỉ tại đây ăn cơm trưa luôn cả nhà. Giờ cũng trưa rồi. Đợi hai cái xe đang lên phía sau. Rồi sửa xe này đi tiếp. Một cái cua rất là gắt, một con đường đá rất khủng khiếp luôn. Nhưng mà một cái view cảnh thì rất đẹp luôn cả nhà. Lần đầu tiên đi up cả nhà. Cái view quá đẹp luôn. Có một cái xe kia hư. Giờ Hà chạy đây ăn cơm rồi đi tiếp. Thì có uống nhẹ luôn. Đây, mấy anh em chuẩn bị ăn uống tí xíu. Uống nhẹ heo à. Ăn nhẹ uống nhẹ nha. Rồi. Đó. Uống nhẹ. À. Không à, uống đi. Uống. Rồi. Đó. Rồi thằng núi đúng rồi. Giờ uống miếng bia nha. Uống bia cho con sửa xe cho nó xong lên hết cái dốc này. Bọn anh em đi tới nơi diện chốn thằng bùm xe gió. Rồi, đó. Mình đi rừng đi núi là mình lúc nào cũng vậy cả nhà. Mời thằng núi thằng non. Đây, đang mua đồ sẵn cái xe đây. Đó, nó bị bể ống nhấc tay lái. Đâu, ảnh ăn sáng rồi, ăn chưa? Đang chuẩn bị ăn trưa. Chưa giữa rừng. Kêu chị quay xuống. Trời ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm trưa tại rừng. Rừng hoang vắng. Rồi vô. Vô đây. Ăn xong lấy sức leo lên núi. Sửa xe ăn uống đã xong, hai xe phía sau cũng đã đến. Bây giờ cả đoàn chuẩn bị tiếp tục hành trình. Đó em này ở Sài Gòn lên
em này thì ở Bà Rịa Vũng Tàu, một cặp song sinh, hai xe giống nhau luôn cả nhà. Còn hai xe phía sau này đã lên tới lúc nãy mình đợi là ở Phan Rang nha cả nhà. Những anh đã nhiều kinh nghiệm đi cung đường này. Đây là xe ở Đà Lạt, mình đi chung với cái xe này cả nhà. Thành cũng xin dừng clip tại đây, cả nhà cùng đón xem ủng hộ những clip tiếp theo của Hành tại cung đường Up Rock này nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.